Hello, xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi review với môn phái quỷ đạo các bạn nhé. Này, các bạn nhìn hiệu ứng lúc đầu của môn phái quỷ đạo hơi bị ngầu nha. Giống như kiểu là hóa quỷ ấy. Đấy, và bây giờ thuần hóa trở thành người nha các bạn ơi. Hai hình dạng, nghe tò mò đấy. Nếu bạn có thể thấy, đây là cái pháp bảo của đầu tiên của môn phái quỷ đạo các bạn nhé. Rồi, trông kiểu âm dương phết đấy. Hình kiểu như là hai con cá nó bơi với nhau các bạn ơi. Ảo ma Canada thực sự luôn. Còn đây là bộ hiệu ứng skill chiêu thức của môn phái quỷ đạo nha các bạn. Đấy, cho các bạn xem một góc độ khác này. Ý xời, trông ra gì phết các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Đánh toàn theo kiểu âm dương này, cá chép với một con đen, một con trắng. Hình như kiểu là có hai gọi là tính cách nhân vật vậy. Hóa quỷ lên thì cực kỳ là ngầu. Lúc đấy là bản chất ma pháp hiện lên. Còn bình thường thì vẫn là nhân tính nha các bạn. Đấy, nhìn skill chiêu thức môn phái này phát là biết ngay luôn tính cách như thế nào rồi các bạn ơi. Đấy, và các bạn có thể nhìn thấy là môn phái quỷ đạo này thì cái khả năng bạo kích cũng khá là cao nha. Đấy, các bạn thấy không? Nhưng mà có tỷ lệ đánh trượt nha các bạn. Ảo ma Canada luôn. Đấy, bạo kích nổ rất nhiều. Đi kèm với đó là cũng một số lần là đánh nó bị chưa chính xác ấy. Ui, lại tiếp tục một xoay bạo kích. Ui, bạo kích liên tục các bạn nha. Dã man con ngan luôn. Rồi, thế là bây giờ mình sẽ đi ngâm cứu bộ skill chiêu thức kỹ càng hơn. Để xem em nó đánh đấm như thế nào nha. Rồi, skill đánh thường thì chúng ta bỏ qua luôn nhá. Bởi vì skill nào cũng game 101 trong sát thường level đầu thôi. Đây, tiếp theo là skill toàn phong loạn vũ này, đánh xoay 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 một vòng xung quanh nha. Thì gây sát thương trong phạm vi 6 ô các bạn ạ. Và skill này thì có giảm phòng ngự kẻ địch các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Và khả năng bạo kích cũng rất là cao luôn. Tiếp theo, quỷ đăng dẫn phách thì skill này, ui, nghe quả sợ vãi, dẫn hồn phách bỏ chạy này. Giống kiểu trong làng địa ngục vách trưởng luôn các bạn ơi. Tết ở làng địa ngục ấy. Gây 111% sát thương thì yếu hơn ở skill trên này, toàn phong loạn vũ các bạn nhé. Nhưng mà skill này thì có thêm hiệu quả khống chế, đó chính là gây hôn mê trong 2.5 giây. Và nếu sau 2 giây mục tiêu vẫn ở trạng thái này thì giảm mục tiêu 3.3% công và đặc biệt là 21% tốc độ di chuyển và hồi chiêu trong vòng 10 giây. Thì mình thấy là cái skill này ấy, sát thương không nhiều nhưng khống chế khá là khó chịu, đặc biệt với những môn phái nào mà không có cái khả năng là giảm đi thời gian khống chế. Đấy thì chắc chắn là sẽ bị giảm tốc độ di chuyển khá là khó chịu nha. Nhưng skill này sẽ hơi phế một tí với những môn phái mà người ta có cái khả năng giảm khống chế đi, thì tự nhiên mất ngay đi một cái hiệu ứng bị động là giảm tốc, cay thế nhở. Đây, để mình xem nào. Quỷ đăng dẫn phách này. Rồi. Ồ, nhưng mà đánh được cho một mục tiêu rồi các bạn ạ. Ồ, cay thế. Cứ tưởng là đánh nhiều mục tiêu, hóa ra là chỉ đánh được một mục tiêu thôi nha. Ồ, man. Bực thực sự các bạn ơi. Đây. Ôi giời ơi, cay thế. Đấy, chỉ gây khống chế cho được một mục tiêu thôi. Đáng lẽ ra với cái bị động là nếu như mà trong 2 giây nó vẫn bị khống chế như thế này ấy, thì nó hơi hên xui, thì phải cho khống chế 3-4 thằng vào đi loạn chiến nó mới sướng. Hai cái bị động ở cấp skill đầu tiên thì có tăng chân khí cũng như là tăng bạo như các bạn. Skill ở cấp skill thứ hai quỷ đạo này, công kích khu vực hình quạt 2 lần, mỗi lần thêm 76% công và 245% sát thương, cooldown trong vòng 12 giây hồi chiêu đấy các bạn. Ủa nhưng mà hình như nha, môn phái quỷ đạo này là chúng ta có thể có hai hình dạng chiến đấu, bởi vì thêm ở trong trạng thái cổ vương mục tiêu xa thì sẽ tấn công mục tiêu xa đấy, và địch trong vòng 4 ô xung quanh 6 lần, mỗi lần là thêm 52 công cũng như là gây 105% sát thương, đi kèm 10% giảm tốc hồi chiêu 12 giây. Đấy. Skill tiếp theo, bách quỷ gia hành. Ui, skill này nghe tên quen hết. Quỷ đạo lao nhanh về phía trước, đồng thời tăng cho bản thân 30% tốc độ di chuyển và 50% toàn kháng, duy trì trong vòng 8 giây nha. Oh man. Và trong thời gian duy trì thì miễn dịch một lần giảm tốc. Ôi, được ấy chứ. Tức là trong vòng 8 giây là miễn dịch giảm tốc rồi. Ủa, hợp lý nhỉ. Skill này áp sát mấy môn phái kiểu cung kiếp các kiểu dễ vãi trưởng luôn. Bởi vì là cung bắn có giảm tốc thì môn phái này là miễn dịch giảm tốc. Ừ, hay. Skill lệ hồn huyết ấn. Thế khi sử dụng là sẽ được hồi sinh lực cho bản thân mà hồi nhiều vãi cả trưởng luôn các bạn ạ. Trong vòng 20 giây. Đồng thời hiệu quả trị liệu nhân cộng thêm 20%. Ủa, nhưng mà phải công nhận là môn phái này tự sinh tự diệt rất là tốt nha các bạn. Đi loạn chiến mà có skill này thì hợp lý quá. Skill bị động này, tăng khả năng hôn mê. À, đây rồi các bạn ơi. Trời ơi, thì ra là có một skill biến hình thật các bạn ạ. Đây này, cổ vương tư thái, tức là quỷ đạo sẽ biến hình thành cổ vương nha các bạn. Đây là môn phái quỷ đạo đây này, tức là đi trừ tà các bạn ạ. Và sau đó khi mà học được skill đấy phát là biến thành trạng thái quỷ vương. Như ở lúc đầu các bạn nhìn thấy ấy, cái hoạt cảnh biến hình ấy. Ui trời ơi, thế là sau khi ở trạng thái cổ vương đấy, chúng ta sẽ có những bộ skill chiêu thức khác nữa. Oh man, môn phái này hay này các bạn ơi. Nên chơi các bạn nhá. Ồ, được đấy. Ngon lành đấy các bạn ạ, bởi vì rất nhiều skill luôn.
xịn sò, mà bây giờ khi mà chúng ta đi PK hoặc là chúng ta đi gọi là treo máy các thứ thì đều có tính năng là tự động oánh rồi, thì tất nhiên là chúng ta sẽ có thể là tối ưu hóa được cái số skill đấy nhá. Thế tính ra là môn phái quỷ đạo này hơn những môn phái khác mấy skill liền các bạn ạ. Ôi, được, hợp lý luôn. Wow, chứng tỏ là môn phái này sau khi mà đột phá hết tất cả những cái skill tầng thứ 2 là ối rồi luôn đấy các bạn. Để xem tầng thứ 3 bộ skill nó còn bá đạo hơn không nha. Bách cổ đạm hồn này, gây 50% sát thương. Nhưng mà công mục tiêu tận 9 lần. Mỗi lần thì có 65% xác suất đi kèm 10% dị thương và có 15% xác suất khiến mục tiêu giảm hiệu quả trị liệu. Ôi. Vai trưởng giảm trị liệu tận 95% là hầu như không hồi được tí máu nào các bạn ạ. Nhưng mà chỉ có 15% thôi. Là nó phải tăng được cái tỷ lệ này lên rồi các bạn nhỉ. Tỷ lệ kinh khủng quá, lên chỉ tầm 30% thôi là vãi nhái. Nhưng không các bạn ơi, đến skill này thì nó lại ảo ma Canada này, tà thần ngạo thế, tức là skill này chỉ dùng được khi mà ở trạng thái cổ vương thôi, tức là khi sử dụng skill biến hình đây, cổ vương tư thái này này, chứ còn nếu không bình thường lại không sử dụng được, mới đau chứ. Đù, cay thế nhở. Đúng là không ai cho ai tất cả cái gì bao giờ các bạn ạ. Có thêm một trạng thái xịn sò con bò, skill nó mạnh hơn, nhưng mà có những skill chỉ trạng thái đấy mới sử dụng được, tức là trong trường hợp nếu như mà đang hồi chiêu thì lại không thể sử dụng được cái chiêu thức này, thế mới đau chứ các bạn. Cú nhà quỷ khế chú hồn, kháng bạo tăng này, tăng công này, tăng sát thương bạo này. Rồi, để xem xem nào. Công cho phạm vi 5 ô xung quanh bản thân. Mỗi lần thêm sát thương là 155%. Man. À, mỗi lần cộng dồn 5% sát thương bạo thì tức là 3 lần để cộng dồn được 15% sát thương bạo nha. À không, nhiều nhất là chỉ cộng 2 tầng thôi, tức là có 10% thôi các bạn ạ. Thế hơi ít. Nhưng mà skill này không có gì đặc biệt nhỉ. Đây, xem nào, có trong trạng thái quỷ vương hay không. Đánh mạnh mục tiêu đơn trong phạm vi 5 ô 4 lần. Mỗi đòn thì tăng, ôi, công tăng nhiều phết này. Gây 180% sát thương. Mỗi lần công giúp bản thân cộng dồn 2% bạo. Lại như vậy rồi. Hiệu quả đây thì tất cả những cái skill nó đều có thêm cái hiệu quả. Đó chính là cộng dồn thêm phần trăm bạo nhỉ các bạn nhỉ. Bạo với cả sát thương bạo. Chứng tỏ là môn phái này cần build thêm vào bạo cũng như là sát thương bạo nha các bạn. Hiệu quả này nhiều nhất cộng dồn có 2 tầng nữa. Ảo ma Canada thế. Thế thì để tối ưu hóa được thì đúng là chúng ta chỉ có thể là nâng thêm vào bạo thôi. Chứ còn mà các bạn nhìn 2% này thì được bao nhiêu nếu như mà chúng ta không nâng được. Tiếp theo. Đấy, lại tiếp tục chỉ ở tư thái cổ vương thì mới có thể là sử dụng được skill này mà. Khiến địch trong phạm vi và mục tiêu mất máu. Trong vòng 6 giây nha. Khiến hiệu quả trị liệu của chúng giảm 30%. Tuy nhiên là để mình xem lại xem là cái skill chiêu thức tư thái cổ vương này thì hồi chiêu trong vòng 25 giây các bạn ạ. Nhưng mà skill này diễn ra trong vòng bao lâu nhỉ? Bởi vì là biến hình thì phải có biến hình trong vòng bao nhiêu giây chứ, đúng không? Hay là chúng ta biến hình là biến hình thành tư thái cổ vương luôn, là biến hình một phát là luôn, xong đó khi nào mà chúng ta sử dụng lại skill chiêu thức thì nó mới về quỷ đạo. Thì cái skill này còn nhiều bí ẩn này các bạn này, do là mình chưa đạt level cho nên là chưa thể nào mà sử dụng được. Nhưng bạn nào đã chơi môn phái quỷ đạo này rồi thì nhớ để lại comment ở bên dưới nha. Đánh giá chung về môn phái quỷ đạo này thì mình thấy đây là môn phái có công to, sát thương và khích ok này. Đi farm quái cũng rất là tốt, khác xa với môn phái hợp hoan, bởi vì môn phái hợp hoan là mình thấy máu nó hơi mỏng, nhưng môn phái này thì nó cũng ok. Chỉ số phòng thủ của nó cũng khá ổn để cho chúng ta có thể đi farm quái. Chứ các bạn nhìn thấy ở video trước, môn phái hợp hoan mà chỉ cần đứng đây farm đông quá thôi là ôi dồi ôi, y như rằng là máu sụt không phanh luôn các bạn nha. Đó, thì môn phái hợp hoan là phải cần có tiên phong hỗ trợ. Nhưng mà riêng với môn phái quỷ đạo này thì chúng ta bạo kích to, khả năng là áp sát đối thủ cực kỳ tốt. Chính vì vậy mà chúng ta cũng có thể cắt cử đi để tiêu diệt những cái thanh niên trợ thủ. Bởi vì thêm cái hiệu quả giảm trị liệu, có những skill giảm trị liệu tận 95%, rất là ok nha. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể là cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Ảo Mộng Chu Tiền nha.